Ở đây là một số chậu mơm đốm thuộc dạng cây cái mô đã được tôi trồng được khoảng 20 ngày. Các cây mơm đốm này, ban đầu khi mới lấy về, cây chỉ có khoảng 3 lá đến 4 lá. Cây còn khá nhỏ, do đó tôi đã giữ nguyên cây, không sang chậu cho cây. Sau khoảng 20 ngày, thì đa phần các cây đã bắt đầu mọc thêm một lá mới. Và một số cây thì ở phần đáy chậu, rễ đã bắt đầu phát triển ra bên ngoài. Do đó, ở thời điểm này, tôi sẽ tiến hành sang chậu cho những cây mung đốm này và có thể tách một số cây con. Về thành phần giá thể trồng, tôi sử dụng bao gồm phân rơm mục đã qua xả nước khoảng 2 đến 3 ngày, vỏ trấu tươi và sơ dừa miếng có kích thước khoảng 1 đến 3 cm, hay còn gọi là coco chip. Ba thành phần này với tỷ lệ là trộn đều với nhau. Đối với các giống mung đốm này thì cây phát triển thêm cây con khá nhanh. Sau khi trồng khoảng 1 tháng, đa phần các cây đã bắt đầu phát triển thêm nhiều cây con mới và có thể tiến hành tách để nhân giống. Ở ngay vị trí các vết thương, vết cắt có thể tiến hành bôi thuốc phòng trừ nấm bệnh. Sau đó tiến hành trồng vào chậu mới. Đối với các cây mung đốm nhỏ như thế này không cần phải trồng chậu quá lớn, đường kính chậu chỉ khoảng 8 đến 10 cm. Đối với các cây mung đốm này, nếu như anh chị muốn có một bụi lớn với nhiều cây con thì có thể tiến hành sang chậu, không cần phải tách cây con. Chậu mới cho cây mung đốm chỉ nên lớn hơn chậu cũ khoảng 3 đến 4 cm là được.
Các cây mùng đốm sau khi đã được thay chậu hoặc tách ra để nhân giống sẽ tiến hành tưới qua nước để giữ ẩm cho bầu cây. Trong thành phần nước tưới này tôi có pha thêm thuốc phòng trừ nấm bệnh. Loại thuốc Captan này pha với liều lượng là 1 gram cho 1 lít nước. Thành phần thứ hai đó là vitamin B1 Thái pha với liều lượng là 1 ml cho 1 lít nước. Các chậu mùng đốm sau khi được thay chậu và tách để nhân giống sẽ được tôi đặt lại trong lều. Lều nhựa này có nhiệm vụ là giữ ẩm cho các cây mùng đốm này, đồng thời hạn chế được côn trùng gây hại như ốc sên vào cắn phá các cây mùng đốm. Nếu như không có lều để che, có thể đặt ở vị trí có độ ẩm cao và bên dưới lớp lưới lan, tránh ánh nắng trực tiếp rọi vào các cây mùng đốm này.